Xin chào anh em, vậy là chúng ta đã bước qua năm 2023 và trong cái video đầu tiên của năm 2023 này, tôi sẽ giới thiệu anh em cái cách để chúng ta thay đổi âm lượng của hàng loạt bài hát, hàng trăm bài hát, hàng nghìn bài hát chỉ trong vòng một thao tác kéo thả. Để làm được điều đó thì anh em sẽ truy cập vào trong web o2.menu.vn, tôi để ở dưới và anh em xem cái bài tăng giảm âm lượng bài hát hàng loạt. Ở đây thì có giới thiệu một số cái phần mềm, ví dụ như là phần mềm MP3 Normalizer Format. Phần mềm này thì nó khá là xịn nhưng mà lại tốn tiền. Đầu tiên tôi tưởng miễn phí nhưng nó chỉ cho dùng lần đầu tiên là miễn phí thôi, còn những lần sau nó bắt phải trả tiền nếu các bạn muốn thay đổi hàng loạt bài hát. Còn nếu thay đổi một bài hát thì nó vẫn cho phép nhé, nó vẫn cho phép thay đổi âm lượng của từng bài hát một, nhưng mà hàng trăm bài hát, hàng nghìn bài hát thì nó không cho làm cùng lúc. Và do đó tôi đã tìm thì ở trên macOS nó có cái thằng MP3 Gain Express, và tương tự trên Windows nó sẽ có phiên bản MP3 Gain hoặc là Volume Normalizer Master, thì các bạn xem ở trên trang web nhé. Đây tôi sẽ minh họa với thằng MP3 Gain Express. Để tải nó thì các bạn vào cái trang project.sappharat. Đấy, các bạn search là MP3 Gain Express Format OS nhé, tìm cái cụm từ này. Sau tải về qua này thì cái mập nó cắn cáp nên tải rất là chậm, có 6 MB mà tôi nhớ hôm qua tôi tải mất 5-6 phút. Đấy, sau đó thì các bạn bây giờ sẽ chạy cái app này lên. Đấy, MP3 Gain Express, các bạn vào application thôi. Tôi hay có tìm thao tác quen thuộc, tôi gõ thanh tìm kiếm này. Đây hỏi có cập nhật không. Thì thằng này nó có cái hay như sau này. Nó không thực sự encode với decode, tức là giải mã và mã hóa lại cái file MP3 của bạn. Nó chỉ chỉnh sửa cái thông tin thôi, thông tin về cái mức âm lượng tối đa thôi. Và đây nó có cái hay là nó có thể phát hiện ra cái volume mặc định của bài hát, và sau đó nó thay đổi cái thông số âm lượng, cái độ lợi gain đấy bằng cái thông số khác các bạn mong muốn, và sau đấy nó có thể là nó hủy bỏ undo gain, tức là những cái bài hát mà trước đây các bạn chỉnh sửa bằng MP3 Gain Express thì sau đấy có thể hủy bỏ cái thao tác chỉnh sửa này. Tuy nhiên thằng này nó có một cái cảnh báo là nó sẽ chỉnh sửa trực tiếp trên cái file của các bạn, nên nếu các file thật sự cần thiết quan trọng thì các bạn phải backup nó ra chỗ khác nhé, các bạn copy ra một chỗ mới để chỉnh sửa, chứ đừng 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 chỉnh sửa trực tiếp, có khi nó bị lỗi thì không sửa được đâu. Rồi bây giờ ta có hai chế độ add file và add folder, các bạn kéo thả thôi. Tôi sẽ kéo thả luôn nhé, tôi kéo thả 50 bài hát thiếu nhi này. Đây ví dụ này, đây đầu tiên tôi sẽ mở cái bài I Over Hồ Chí Minh này để các bạn xem bằng Audacity để biết cái âm lượng của nó đang như thế nào nhé. Đây I Over Hồ Chí Minh đây, các bạn nhìn này. Cái sóng âm của nó cho thấy là cái mức độ gain khá là mạnh đúng không, và âm lượng phát ra khá là to. Bây giờ có cách thủ công, các bạn có thể đây vào effect này, volume and compression amplify này. Đấy, à, ta phải chọn tất cả là command a đó. Đấy, và sau các bạn chỉnh sửa thôi. Đây các bạn chỉnh sửa tùy các bạn nhé. Hãy kéo cái thanh này cho áp dụng. Đó. Tôi tắt đi nhé. Đấy, nhưng mà cái này chỉ làm được từng bài một thôi. Bây giờ tôi sẽ kéo thả một loạt bài vào đây. Kéo thả vào. Thế là xong. Thì đây có hai chế độ là Analyze Only, tức là chỉ phân tích xem cái volume hiện tại là bao nhiêu thôi. Đây, bấm này. Đấy. Volume hiện tại của nó đang là 95 dB, 96 dB này. Bây giờ tôi sẽ cho nó giảm xuống còn 80 nhé. Đấy, thì tôi ấn Add New Gain. Cực nhanh luôn. Đấy, và bây giờ chính là cái file này thôi. Tôi mở lại này, bằng Audacity này. Đây, cận thấy thế nào nhỉ? Cái sóng âm của nó đã thấp đi được, tức là cái độ lợi gain của nó đã
rất là nhỏ đi rồi đúng không? Đấy, và bây giờ các bạn có thể copy vào đâu đó để phục vụ mục đích của mình. Ở đây có cái album mode thì nó sẽ, tôi chưa dùng bao giờ nhưng tôi đoán là nó sẽ cho tất cả các âm thanh đấy được cân bằng như nhau. Bây giờ tôi sẽ hủy bỏ này. Đấy, mở lại AI Hồ Chí Minh bằng Audacity. Đấy, nó lại trở về như ban đầu. Vậy đấy là một cái ưu điểm của chúng ta. Nếu như các bài hát của bạn dùng được MP3 Gain Express này thì các bạn có thể hủy bỏ cái thao tác thay đổi lại. Ở đây nó default là 89 dB. Tôi thì tại sao tôi lại nảy ra cái ý tưởng này, vì lý do là tôi có con gái còn nhỏ nên tôi muốn nghe nhạc bật các cái bài hát thiếu nhi cho trẻ con. Nhưng mà các bài hát này dung lượng cái âm thanh của nó to lắm, và mỗi lần bật lên thì mặc định của cái loa là em loa nghe nhạc MP3 một thẻ nhớ, nên trước tôi đã có giới thiệu giá có 200.000 thôi. Nó ở cái mức mặc định, âm lượng mặc định nó cũng khá là to, sợ ảnh hưởng đến thính giác của trẻ con, nên là tôi mới tìm cách cho âm lượng của nó giảm đi một chút. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu mà thấy hữu ích thì đừng quên cho kênh một subscribe, một đăng ký. Và chúc bạn một năm 2023 thật nhiều niềm vui.